Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết Ngày Hôm Nay. Thưa quý vị, hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của anh Lý Nhơn. Anh là lực sĩ trong bộ môn thể dục thể hình, có nghĩa là bodybuilding. Và anh Lý Nhơn cũng là thành viên chính thức trong đội tuyển quốc gia đại diện cho Hoa Kỳ để đi thi đấu trong những trận đấu có tầm cỡ quốc tế. Và ngày hôm nay anh Lý Nhơn trở lại với VNTV để cùng thưa chuyện với quý vị và update với quý vị những cái chương trình trong suốt thời gian sinh hoạt vừa qua của anh. Trước hết chào anh Nhơn. Chào chị, chào cô Vân Anh. Thưa anh, trước hết thì quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì anh Nhơn có thể giải thích chút xíu về cái bộ môn thể dục thể hình tiếng Mỹ là bodybuilding không thưa? Dạ. Trước hết Lý Nhơn xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài VNTV. Thể dục thể hình là một bộ môn nó gọi là bodybuilding. Đây là mình tập để mình phát triển những cái khối cơ ở trong cơ thể của mình, từng phần trước phần sau, mặt trước mặt sau, để trở thành một người có một thân hình đẹp. Dạ, thưa anh, thì cái bộ môn này ở Việt Nam đã có không? Và tại Hoa Kỳ này thì có thịnh hành không thưa anh? Cái bộ môn này đã có ở Việt Nam lâu năm lắm, ở Mỹ cũng vậy rất là nhiều năm, điển hình là Arnold Schwarzenegger là một trong những điển hình chánh của cái thể hình bodybuilding. Ở Việt Nam á, Vân Anh nhớ là trước 75 người ta hay nói là kiến càng, lực sĩ kiến càng cũng là cái bộ môn này phải không anh? Đúng. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị thấy là có một lực sĩ thể dục thể hình phải không quý vị? Và từ lúc nào thì anh Nhơn mê cái bộ môn này và đã đeo đuổi cái bộ môn này được bao nhiêu năm rồi thưa anh? Đã từ lúc trẻ là mình mỗi lần mình thấy tạ thì mình rất có cảm hứng, mình muốn tập cho nó có một thân hình đẹp thì mình cũng tập từ nhỏ tới lớn, nhưng mà tập chuyên nghiệp thì cũng đã hơn 20 năm rồi. Dạ vâng, theo anh thì một cái thân hình đẹp của một người chơi cái bộ môn bodybuilding có nghĩa là thể dục thể hình có nghĩa là gì anh? Đẹp có nghĩa là sao? Tức là mình đang thấy là hình cân đối đó, cuộn. Giống như có vai, có ngực, có đùi, có bụng, có lưng rồi. Dạ, tất cả mọi ấy đều phải cân đối hết thì nó là một thân hình đẹp. Vâng, thưa quý vị, anh Nhân, quý vị đang theo dõi chương trình của chúng ta mà thắc mắc là nếu mà một cái người mà để vào chơi cái bộ môn này thì có cần những cái điều kiện khó khăn gì hay không? Tức là có phải tốn nhiều tiền hay không? Và phải có những cái sự tập luyện khắc nghiệt như thế nào thưa anh? Nói đúng ra thì cũng không có gì khó khăn lắm. Cái đòi hỏi nhất là mình có muốn đẹp hay không thôi, rồi, chứ không phải là vấn đề mình dạ. có mê về cái môn này không. Dạ. Ví dụ mà mình mê quá thì cái gì mình làm cũng được. Đúng hết. Rồi anh. Đúng dạ. rồi. Đại thật khái, sự bộ môn nào cũng vậy, phải bộ có môn cái thể mê. Thao nào cũng vậy, dạ. tất cả mọi chuyện làm đều phải có đam mê. Dạ, đam vâng. mê thì cái kết quả nó tốt hơn. Dạ Vân Anh được biết là cái bộ môn này cái người lực sĩ đó họ phải có một cái sự kiên trì tập luyện, và bên cạnh cái sự kiên trì tập luyện đó là một cái chế độ ăn uống phải nói rất là kỹ lưỡng. Đúng, đúng, khắc khe phải không anh? Đúng. Cái bộ môn này đặc biệt là mình phải ăn một cái chế độ rất là kỹ lưỡng trong lúc phát triển cơ bắp cũng như là trong lúc mình tập luyện để đi thi. Thì những cái phần ăn nó đều khác nhau, là tất cả đều phải cân hết. Và những người lực sĩ đó họ phải theo cái sự hướng dẫn và có cái schedule ăn uống như thế nào phải không anh? Tức là mình đúng, phải theo phải đúng. không anh? Đúng, yeah, mình có một cái thời khóa biểu ăn uống từng giờ từng giấc và mỗi cái món đồ ăn mình đều bỏ lên cái cân mình cân hết. Wow. Và phần đông thì là anh có được ăn bình thường không hay là anh phải nhịn cơm hay là như thế nào, anh có thể nói chi tiết được không anh? Thường thì một tuần thì mình dành cho mình một buổi ăn tự do, mình muốn ăn cái gì mình ăn, phở, bún riêu, cơm tấm hay là gì mình ăn. Thì ngoài ra thì mấy cái giờ giấc khác thì mình trở lại mình ăn đồ ăn kỹ lưỡng lại thì nó không có bị mập béo gì hết. Và cái đồ ăn kỹ lưỡng đó thì chủ yếu là sao anh? Tức là không có tinh bột hay là như thế không, nào anh? Không, cũng có tinh bột nhưng mà tùy theo cái ước vọng của mỗi người, họ muốn lên cân hay là họ muốn xuống cân thì cái tinh bột nó khác biệt. Mình tất cả thì cũng phải cân và đo lường hết. Thí dụ như trong thời gian mà tập luyện để thi á, thì rất là nhiều protein là thịt đó. Nhưng mà mấy cái thịt đều là thịt lean, thịt nó rất là ít fat. Wow. Còn cái rau có cơm cải không anh? Luộc. Có cơm không? Cơm có chứ, nhưng mà cơm thì nó ít thôi. 1/4 khắp hoặc là nửa khắp, rồi đại khái là 2-3 muỗng đó. Ồ. Chứ không phải 2-3 chén.
cái tinh bột là rất là quan trọng lắm, tại vì mà mình ăn không có đúng lượng đó, thì cái cơ thể mình nó không, cái nét nó không có đẹp. Dạ vâng. Bây giờ nói trở lại với chế độ ăn uống mà không có tinh bột nhiều, thì thưa quý vị, bên anh biết là khán thính giả cũng muốn rất là nghe về cái chi tiết về cái điều này, tại vì cộng đồng người Việt Nam của mình đó anh thường thường thèm cơm lắm, giống như người mình đó, rất là thèm cơm. người mình đó thì họ thích ăn cơm để no. Ăn cơm, ăn bún, ăn bánh mì. Và cho đến cái tuổi 40, 50 thì đi bác sĩ lúc nào cũng, bác sĩ cũng khuyên là về nhà phải bớt cơm lại. Hoặc là nếu mà không ăn cơm thì tốt. Thì anh có, với một cái chế độ mà anh đã theo hơn 20 năm là phải không anh? Đúng. Thì đúng. Anh thấy như thế nào là cái cơm, cái tinh bột nó hại sức khỏe của mình phải không anh? Thường thì những người qua 40 tuổi thì cái cơ thể họ đốt calo rất là chậm. Mà ngược lại mình ăn cái gì có calorie nhiều vô thì nó không đốt hết, thì nó sẽ từ từ nó sẽ biến thành fat là mỡ. Thì họ nhiều năm, nhiều tháng họ sẽ mập mà họ không biết tại sao họ mập. Họ cũng vẫn ăn những cái đồ ăn kiêng cữ, tránh mỡ, tránh dầu mà sao tôi vẫn còn mập. Thì đúng ra là họ ăn những cái món đồ ăn khác mà high calorie, là cái calorie nhiều quá thì nó đốt không hết thì nó sẽ biến thành mỡ, mỡ thì từ từ nó sẽ mập. Mình ăn trái cây được không anh? Mình ăn trái cây. Trái cây thì cũng rất là tốt, nhưng mà phải tránh những cái trái cây nào rất là ngọt. Ngọt đó tất nhiên là đường rồi. Đường mà mình đốt không hết á, thì nó sẽ biến thành mỡ, thì nó sẽ mập. Cho nên mình tránh những cái trái cây nào mà thật là ngọt. Mình ăn những trái cây nào nó lạt lại thì nó tốt. Wow, quý vị chú ý nha quý vị, nhiều khi mình nghĩ thôi, mình diet, mình ăn trái cây tha hồ. Nhưng mà nếu mình ăn mít nè, hoặc là mình ăn đu đủ, hoặc là những cái trái cây toàn là ngọt không, thì đôi khi cũng không phải là diet. Điển hình như vậy nè, một ly nước cam, một ly nước cam nó có thể dắt ra từ 6 tới 7 trái cam lần. Mà một ly nước cam vậy thì cái calorie nó rất là cao, là lượng đường rất là cao. Mà mình mà không tập thể dục á, mà mình cứ nghĩ ăn nhiều cam nó có nhiều vitamin C. Ngoài ra nó có đường, nó có mấy chất khác nữa mà mình không biết, mà mình không có tập hết để burn mấy cái, đốt mấy cái calo thì nó biến thành mỡ, mình sẽ mập. Và bên anh biết chắc chắn là để có thể theo đuổi cái đam mê của mình trong suốt 20 năm qua thì anh phải có một cái sự ủng hộ, support của chị nhà, của gia đình. Đúng rồi. Tức là nếu mà anh muốn ăn những cái thức ăn như vậy thì cũng phải có người nấu cho anh ăn. Đúng. Mình có một cái thực đơn bà xã mình nấu mỗi một ngày, đó là 6 phần ăn. Mỗi phần ăn thì đại khái giống như là 8 ao thịt, một cup rau cải luộc, nửa cup cơm, đại khái giống như vậy đó. Vâng, thưa quý vị, và anh Lý Nhơn không phải chỉ là đeo đuổi cái niềm đam mê của anh để có một cái thân hình đẹp, để có sức khỏe tốt, mà bên cạnh đó anh còn mang về cho mình rất là nhiều thành tích. Thì anh có thể kể cho quý vị khán giả được biết là cái thành tích gần đây nhất mà anh đã đạt được đại diện cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, thưa anh. Ước mơ của mình là mình được đi thi toàn thế giới này hết, thì mình cũng đã thực hiện được rồi. Mình đã từng thi năm châu 47 rồi, tất cả các châu đều có mặt của mình hết. Bây giờ mình trở lại về Mỹ, là mình ước vọng thứ hai của mình là trở thành một lực sĩ chuyên nghiệp, gọi là professional. Thì mấy năm vừa rồi mình cũng trở thành một professional. Thì một professional thì mình phải đi thi challenge với mấy professional khác. Thì cái giải gần nhất khoảng 2 tuần trước thì mình thắng được hạng 5. Hạng năm, đây là cái huy chương của professional. Thì hạng năm thì nó cho mình được một vài điểm, thì mình thi nhiều cái giải pro khác á, mình cộng điểm với credit của mình lại thì mình thi cái giải cao nhất của thể hình, nó gọi là giải Olympia. Wow. Thưa quý vị, Vân Anh thấy trên cái huy chương có cái chữ IFBB, có là viết tắt cho chữ gì vậy anh? Chữ IFBB này viết tắt cho International Federation of Bodybuilding. Đây là professional league. Thưa anh, người Việt Nam mình có nằm ở trong cái lĩnh vực này nhiều không anh? Người Việt Nam ở Việt Nam thì họ không có nằm trong cái hội đoàn professional này, họ nằm trong cái hội đoàn khác. Cho nên mình không biết là hội đoàn đó có pro không, nghe mình được hiểu thì là không phải là pro. Không, ý bên anh nói là khi mà anh đi thi như vậy thì anh thấy có những cái lực sĩ mà ở hải ngoại hoặc ở các quốc gia khác, có ai là Việt Nam ngoài anh không anh? Đi thi nhiều lần thì mình không có đụng tới phái đoàn của Việt Nam. Vậy anh. Và ở trong cái bộ môn này có phái nữ không anh?
Có, đây có nam và có nữ. Tức là những cái người, thưa quý vị, những người lực sĩ của bộ môn thể dục thể hình bodybuilding này là họ tập luyện làm sao để quý vị thấy là những cái bắp thịt thịt cuồn cuộn ở trong đó thì mình không có thấy mỡ phải không? Tức là đốt hết mỡ phải không anh? Cái quá trình của nó là mình đầu tiên hết là mình phải ăn uống, mình tập luyện để tạo lên cơ bắp, thì nó từ cơ bắp nó bao gồm có mỡ. Cái bước thứ hai là mình phải lột cái lớp mỡ ra. Cái bước thứ ba là mình lấy nước ra bớt. Nó có nhiều giai đoạn lắm để cho mình có một cái cơ bắp cuồn cuộn á. Thưa quý vị, và nói như vậy để thấy rằng cái bộ môn thể dục thể hình này là đòi hỏi chế độ ăn uống và đòi hỏi tế độ tập luyện rất là bền bỉ, rất là kiên nhẫn để mà đốt hết những cái mỡ trong người. Quý vị thấy anh nhân lý không quý vị? Cuồn cuộn. Vâng. Quan trọng nhất là kiên nhẫn. Đúng kiên rồi. Nhẫn là thành công. Dạ. Và anh có những cái dự tính gì trong thời gian sắp tới không anh? Mình sẽ tham dự nhiều cái giải professional khác nữa để mình lấy được nhiều điểm, càng nhiều điểm thì mình có cơ hội thi một cái giải cao nhất của thể dục thể hình gọi là cái giải Olympia. Dạ vâng. Với quý vị khán giả nào ở ngoài kia đang theo dõi chương trình của chúng ta mà cảm thấy thích thú với cái bộ môn này thì anh Nhân Lý là một người đi trước có những cái sự chỉ dẫn gì không anh, thưa anh? Nếu như có người nào mà thích thú về cái môn này và cần sự giúp đỡ thì cứ lên Facebook hoặc là Instagram kiếm Nhân Lý IFBB Pro thì mình sẽ hoàn toàn hướng dẫn. Vâng, anh, chúng tôi sẽ có cái để cái Facebook của anh Nhân Lý ở trên màn ảnh để quý vị có thể liên lạc. Cảm ơn anh rất là nhiều cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay và chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị trong những cái trận thi đấu sắp tới của anh Nhân Lý. Và được biết là Vân Anh cũng thấy là anh ngoài việc ăn uống kỹ lưỡng, anh cũng uống những cái vitamin riêng phải không anh? Anh có thể nói thêm về điều này. Ngoài việc ăn uống kỹ lưỡng ra, tập luyện mình hàng ngày mình cũng phải dùng những cái vitamin, chẳng hạn như là vitamin tổng hợp, nó kêu là multivitamin, dầu cá, fish oil, mấy cái vitamin khác để hiểm trợ, hiểm trợ cho cơ thể mình trong lúc mình ăn những đồ ăn kiêng cữ, nó rất là ít vitamin trong đó. Dạ vâng. Cảm ơn quý vị. Anh Nhân Lý có muốn nói lời gì trước khi chúng ta chia tay buổi nói chuyện ngày hôm nay thưa anh? Ngoài ra thì mình có giúp đỡ cho những người đồng bào Việt Nam hay là những đồng bào khác họ muốn xuống cân hay là giảm cân gì đó thì cứ liên hệ. Không phải tập luyện này để trở thành lực sĩ không, mà ngoài ra mình ăn uống kiêng cữ thì cho sức khỏe. Dạ vâng. Sức khỏe mình tốt thì mình sống được tốt hơn, gia đình mình hạnh phúc hơn, sống dài hơn. Tức là anh Nhân nói là quý vị khán giả nào mà cần sự giúp đỡ nếu mà muốn xuống cân thì cũng có thể liên lạc và anh Nhân sẽ giúp đỡ phải không anh? Đúng. Wow, hay quá. Cảm ơn anh Nhân rất là nhiều, chúc cho anh thật là thành công trong những tháng ngày sắp tới. Cảm ơn cô Vân Anh. Cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình sắp tới. Xin trân trọng chào.